Cái này chắc Movento với Regen. Movento Regen. Cho thuốc rê được không? Thuốc rê, em không biết thuốc rê. Xem vô. Một đống thuốc rê đâu. Mình cộng thôi gì đâu. Thuốc rê là cái thuốc gì? Thuốc hút lá. Trời, đẩy rệp sáp này. Nó ghê thiệt không? Nó cũng làm cho cái cây mình yếu nha. Hút mà. Nó cây rễ nó không có có phát triển, cây mình yếu này này. Rồi con chú ý đi phân bón này nọ, dù gì đi phân bón có cỡ nào, cao thủ cỡ nào mà nếu như không xử lý được rệp sáp á, chúng ta uổng đi cái phân thuốc của mình, chi phí của mình. Đó rễ ở đây nè, ha. Rễ. Ai muốn nó uống nước chỗ đây là thu quét chỗ đây à. Nó thúi chỗ đây là xong. Nó thúi chỗ đây là cứ cây bị xì mũ. Cái thứ hai nữa là đừng ở mình là đừng có lấy bùn lên nha, cái dùng đất mình nó phèn quá, đừng có lấy bùn ở dưới kia đưa lên như má miền Tây nha. Con tủ phèn lên quá. Trồng sâu với ao. Trồng sâu. Rước trồng sâu là một, thứ hai mình nâng lên, cào đất vô á. À lấy đất lấp vô. Lấp vô cho nó giữ cây nó không gãy. Chứ không gãy. Nhưng mà cuối cùng cái đất lấp vô nó không có bằng cái cây mình cột. Không có bằng cái cây mình cột, cái cây trống như thế này nè. Chứ còn lấp đất vô đâu có nhiêu đâu, đâu có hiệu quả được nhiêu. Rễ. Đâu chưa xuống này chưa thấy được cái rễ cái của nó luôn mà. Cái rễ nó mà thấy được cái rễ của nó à, to như cái cành cây vậy. Mấy cái rễ này này không có tác dụng gì anh, cái rễ này nó chỉ dự trữ với dinh dưỡng thôi, chủ yếu là mấy cái rễ con, rễ màng ở bên ngoài thôi. Đang bị bó rễ này, cây này mình bị bó rễ, bó nghe chỗ rệp sáp nó tấn công nữa, nhưng mà đeo chứ đồ nó sâu quá. Ta tìm thấy cái rễ đây, đụng rễ cái rồi này, rễ như này này, chính cái rễ này nó lòi lên nhìn to, vừa to như cái cành cây đâu mà nó, cái rễ đấy á, nó lên trên nó mới ngon, về đường dài mà mình đã biết được cái ngựa hay chỗ đấy. Thì cái thầy chỉ biết cái hầu mà hầu xưa nó nổi lên rồi nó màu lớn lắm anh Châu, màu lớn lắm, nước nó đi ra bên ngoài nữa, màu lớn, nó thoát nước ra bên ngoài nó úng vô đây này, rồi này, này. Thấy anh hiểu mình tưới đây cái rễ nó để vậy á, nó lòi ra vậy đó, ơi nhưng mà chân mai chân nôm á, đồ, ông Út làm kiểm tra không ha, cho con ngó thỉ không nghe. Nhiều khi ông lòng quá lâu á. Ờ thì nó cũng vừa đừng có sâu quá được đâu. Không sao đâu. Không, xả bớt được rồi. Xả ra, đừng có để nó ngộp. Em sợ nhất là sợ biết anh nó thúi vô đây không. Nó thúi là thúi chỗ đây này. Nước chỗ đây này. Má nó dập vô là nó thúi chỗ đây này. Miết cho vừa chỗ đây này, anh thấy trận nắng chang 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 rồi đây vừa đùn dài chưa thấy đâu nha, chứ mà mình để lâu dài á, chừng nó mang trái á nha, chừng nó lớn rồi á, đùn xử lý mệt lắm nha. Lúc đấy là mình cái chi phí phân bón rồi giai đoạn mình đi từ trước tới giờ đến giai đoạn hút thì cái bà mẹ nó hư. Ông Khang đây. Sao được đâu, xem đã. Ngâm nước cho nó đỡ hút. Cũng như cây thiếu nước rồi. Thiếu nước. Ồ, vậy đó. Nó đứt mấy cái rễ ở trong không ăn thua, mấy cái rễ mà rễ nhỏ nhỏ, nhỏ kệ nó. Bây giờ mấy cái rễ nó to nó đi ra ngoài hết rồi.
Đồ, chỗ này anh thấy nó khô húa không? Ừ. Tứ mình đứng ngoài này, chỗ này nó khô. Không, tại vì tứ gốc gốc không à. Ừ. Xịt cái gốc mà nó sơ sơ. Bết quay vậy. Đâu có qua tuần ra xử lý cái quay liền nha. Còn xịt thì xịt với nó xịt nén. Dạ. Mấy nén. Cho nó xịt vô ngoài á. Nằm vậy thì xịt tưới nó chịu có độ ẩm hơn cái đất nó mùa. Đúng rồi, nó cái đây bây giờ thấy rõ chỗ đây em rờ chỗ đây nó lạnh tanh đấy mà đây chù ra ẩm độ cao này ở đây thấy không, chỗ nào cây nào cũng vậy hết á, cây nào cũng vậy hết á. Thì mình có cái sai mình sửa từ từ với ai đâu mà làm vô đúng hết được đâu. Trời, mới rước lên mới sửa, bắt đầu sửa cũng còn kịp thời. À. Nó chưa bị hư gốc đó, còn kịp thời. Chứ cái này bây giờ mình thấy này, bây giờ nó chưa hư gốc nhưng mình thấy cây nó yếu. Ừ. Đó, thấy cây nó yếu ban đầu mình thấy nó yếu đã. Ừ. Cái mà mình thấy sau này á nha, cây mà nó mang trái á, 1-2 năm nữa tự nhiên nó sụp rõ luôn á. Cái này vẫn tưới bét thường thường thôi, còn trong này gian ra. Trong này tưới tay rộng ngoài cho nhiều. Ngày đi mới xả thôi, ngày đi mới xả. Nhớ nha, nhớ dạng này. Ừ. Nhớ dạng bệnh dưới sâu rầy kiến. Ừ. Là mình toàn hết được nha. Ừ. Từ ở trong tới ra. Ừ. Nhưng mà nước dưới phân bón là bên ngày hết. Ừ. Bên ngoài hết. Ừ. Cái này nè, hồi xưa mà cái ống nước này mà chơi cái gian ống nước nhẹ chích lỗ ở đây là cũng ngon á. Ừ. Cái là tưới nhiều đây là ngon này. Đâu giờ chơi ống nhựa thằng bớt mà phun xương á. Phun mưa luôn. Rồi vậy ok. Hả? Đấy cái chỗ đấy không cần nước. Ừ. Chỗ đấy không cần nước. Ừ. Mà thật ra là mới mình cào ra với mình để rôm để đồ trong đấy nó cũng chẳng ăn thua, tại cái bóng mát cái cây này nó chia dữ rồi. Không chia được dư chủ yếu là bên ngoài này. Ừ. Rôm mà muốn giữ cái mà rôm mới giữ ẩm không bằng cỏ nha. Em nói anh Châu ghi là cái giữ cái cỏ xanh này phải không? Cái cỏ xanh đó nó giữ ẩm ghê lắm. Ừ. Nó giữ ẩm. Ừ. Thì giờ để vậy đâu ấy chỉ dạ. Cái bông bông. Dạ. Chỉ cái bông bông cái đường nó